Có lẽ trong các đời Bộ trưởng Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch là vị bộ trưởng đã để lại những dấu ấn đậm nét nhất trong ngành ngoại giao Việt Nam, khi là người nhận ra cơ hội chấm dứt với mô hình chính sách đối ngoại cũ, được định hình bởi yếu tố ý thức hệ và đưa ra một chính sách mới tập trung vào lợi ích quốc gia. Hay nói cho chính xác là ngành ngoại giao phục vụ kinh tế. Thực hư câu chuyện đặt nền móng này ra sao? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay bây giờ. Vị bộ trưởng phá bao vây cấm vận. Ông Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, quê ở xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông từng nắm giữ nhiều cương vị trọng trách như Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao, đại biểu Quốc hội khóa 7 từ năm 1981 đến 1987, khóa 8 từ năm 1987 đến 1992. Ông là nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận ngoại giao, là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân và lý tưởng cộng sản. Năm 1956, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch được Bác Hồ và Đảng cử sang Ấn Độ làm tổng lãnh sự đầu tiên của Việt Nam, bởi lúc đó quan hệ ngoại giao giữa ta và Ấn Độ mới ở mức tổng lãnh sự. Đây là một vị trí rất quan trọng vì Ấn Độ là một nước lớn và đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế về việc thi hành Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương. Ông Nguyễn Cơ Thạch hoàn toàn bất ngờ về nhiệm vụ này. Trước khi nhận nhiệm vụ, hành trang của ông về nghiệp vụ ngoại giao về Ấn Độ là một con số không tròn chỉnh, chỉ có duy nhất lời dạy của Bác Hồ là: sang bên đó, chú thấy họ làm thế nào thì bắt chước mà làm. Mặc dù vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, nhớ lời dạy của Bác Hồ, đồng chí đã bắt chước học hỏi kinh nghiệm của Sứ quán các nước xã hội chủ nghĩa tại New Delhi và cách làm việc của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Nên chỉ trong một thời gian ngắn, đồng chí đã bắt tay vào công việc như một nhà ngoại giao thực thụ. Chiến tranh lạnh kết thúc năm 1989 và Liên Xô sụp đổ năm 1991 đã tạo ra những thay đổi to lớn mang tính cấu trúc đối với chính trị thế giới cũng như Việt Nam. Việt Nam trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh đã chuyển sang một vị thế cân bằng hơn, nhấn mạnh lợi ích quốc gia và hội nhập khu vực. Sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam diễn ra dần dần theo thời gian, được hình thành bởi sự kết hợp của các yếu tố bên ngoài và bên trong, đồng thời phản ánh nhận thức của Việt Nam đối với môi trường khu vực. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người có thể nhận ra cơ hội để Việt Nam chấm dứt mô hình chính sách đối ngoại cũ, được xác định bởi ý thức hệ và đưa ra một chính sách mới tập trung vào lợi ích quốc gia. Ông cũng là kiến trúc sư của một chiến lược an ninh mới và một chính sách đối ngoại cởi mở. Theo tờ Washington Post, ông Thạch sẽ được nhớ đến như một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất của Hà Nội vào thời điểm Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch, một người thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh, đã giúp thế giới hiểu về một Việt Nam đổi mới, năng động và sáng tạo. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi còn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông đã có nhiều đóng góp cho ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ. Đặc biệt trong giai đoạn ông tham gia đoàn đàm phán giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ, một cuộc đàm phán dài nhất trong lịch sử ngoại giao thế giới. Nó kéo dài suốt gần 5 năm, từ năm 1968, đưa tới việc ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973. Với tư cách là trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ, ông đã thể hiện mình là một nhà ngoại giao tài ba, khôn khéo, sắc sảo trên bàn đàm phán, đã đưa ra những nhận định, những ý kiến xác đáng, làm cho đối phương phải nể trọng. Và một trong số những nhân vật phải kiêng mặt ông Nguyễn Cơ Thạch là Henry Kissinger, còn cáo già ngoại giao của Mỹ. Henry Kissinger rất gờm Nguyễn Cơ Thạch. Có lần phía Mỹ đã đề nghị thẳng với đoàn ta là không cho ông Nguyễn Cơ Thạch dự họp, với lý do là cứ mỗi khi hai bên gần đạt được thỏa thuận trong vấn đề nào đó thì lại thấy ông Thạch viết mấy chữ vào mẩu giấy rồi chuyển cho cố vấn Lê Đức Thọ, và vấn đề lại trở nên phức tạp. Trong những năm quan hệ Việt-Mỹ còn nhiều chông gai, Nguyễn Cơ Thạch đã nhìn thấy xu thế của ngoại giao Việt Nam là thêm bạn bớt thù, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Dù trên bàn đàm phán, ông được phía Mỹ coi là địch thủ đáng gờm, nhưng chính phía Mỹ cũng phải thừa nhận ông Nguyễn Cơ Thạch là chuyên gia về Mỹ. Vì những hiểu biết sâu rộng của ông về nước Mỹ, đồng thời tôn vinh ông là kiến trúc sư cho quá trình phát triển quan hệ Việt-Mỹ sau này.
Ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao giai đoạn 1980 đến 1991, trong thời kỳ mà đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Đó là lúc các lực lượng thù địch lấy cớ vấn đề Campuchia để bao vây cấm vận về kinh tế, ra sức cô lập Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cũng như các diễn đàn quốc tế. Đó là tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Campuchia. Đó là thời kỳ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Đó là khi nền kinh tế nước ta rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Và đó là những phức tạp trong mối quan hệ với Trung Quốc. Chính trong hoàn cảnh đầy khó khăn và phức tạp của đất nước, bản lĩnh của Nguyễn Cơ Thạch ngày càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ông đã đưa ra những sáng kiến như những cuộc đối thoại giữa các nước Đông Dương với các nước ASEAN, tổ chức các cuộc gặp không chính thức tại Jakarta, gọi tắt là G1 vào tháng 7 năm 1988 và G2 vào tháng 2 năm 1989 để tìm giải pháp cho vấn đề Campuchia, dẫn đến việc ký kết Hiệp định Paris về Campuchia năm 1991. Để có được thành quả này là nhờ vào hàng loạt chuyến đi con thoi của ông đến Campuchia, Lào hay là các nước ASEAN khác và các nước lớn để cảm hóa và thuyết phục các đối tác nhằm đạt được sự đồng thuận trong việc tìm giải pháp cho vấn đề Campuchia. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch xứng đáng với biệt danh mà đồng nghiệp, đồng chí trong ngành chân quý đặt cho ông, đó là vị Bộ trưởng phá bao vây cấm vận. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của đất nước, ông đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong việc phá thế bị bao vây cấm vận, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho việc tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, ông Nguyễn Cơ Thạch luôn có những phân tích, đánh giá sắc sảo mang tầm nhìn chiến lược. Sau năm 1975, khi mà quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN đang còn ở thế đối đầu, tại diễn đàn các nhà báo châu Á-Thái Bình Dương tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối những năm 1980, trong buổi họp báo thì một nhà báo phương Tây đã đặt ra câu hỏi: ông có nghĩ là đến thời điểm nào đó Việt Nam sẽ gia nhập ASEAN không? Ông Thạch bình tĩnh trả lời: sao không, mọi việc đều có thể. Và thực tế đã diễn ra đúng như dự báo của Bộ trưởng. Năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên của ASEAN. Người đặt nền móng cho nhiệm vụ ngoại giao phục vụ kinh tế. Vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi nước ta còn trong nền kinh tế kế hoạch hóa, những từ của nền kinh tế thị trường như là quota, LC, CO còn rất xa lạ. Một hôm, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh nhận được điện từ Bộ yêu cầu cử người đến các kho lưu trữ của chế độ cũ và tìm những tài liệu liên quan đến khu chế xuất rồi gửi ra Bộ theo yêu cầu của anh Thạch. Lúc đó chưa có một ai biết về khái niệm khu chế xuất, rồi dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, Bộ Ngoại giao có thêm vụ kinh tế đối ngoại và cử các đoàn đi thăm và học tập kinh nghiệm tại các khu chế xuất ở nước ngoài. Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là một trong số các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận ra cơ hội chấm dứt với mô hình chính sách đối ngoại cũ, được định hình bởi yếu tố ý thức hệ và đưa ra một chính sách mới tập trung vào lợi ích quốc gia. Ông cũng là kiến trúc sư của một chiến lược an ninh mới và một chính sách đối ngoại cởi mở, có giá trị và tính thời sự cho đến tận hôm nay. Ngay cả khi bận trăm công nghìn việc trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch vẫn tự mình nghiên cứu về nền kinh tế thị trường. Điều tâm đắc nhất mà ông rút ra được là kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa không phải là của riêng chủ nghĩa tư bản mà là kết quả phát triển của xã hội loài người. Từ đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đi sâu nghiên cứu những mặt tích cực của nền kinh tế thị trường để có thể vận dụng vào việc phát triển nền kinh tế Việt Nam. Trong các tài liệu mà vị tư lệnh của ngành ngoại giao sưu tầm nghiên cứu, ông đặc biệt tâm đắc với cuốn sách Kinh tế học của Paul Samuelson và William Nordhaus về nền kinh tế thị trường. Nội dung cuốn sách với những điểm rất mới về nền kinh tế thị trường đã được Bộ trưởng báo cáo với lãnh đạo cấp cao và phổ biến tới các cấp lãnh đạo quản lý để xem xét vận dụng những điểm tích cực và phù hợp của nền kinh tế thị trường vào việc xây dựng và phát triển nền kinh tế Việt Nam, vốn lúc đó đang trì trệ và chìm sâu trong cơ chế tập trung, quan liêu và bao cấp. Như một lẽ tất yếu của thời cuộc, tư duy mới này của vị Bộ trưởng Ngoại giao đã gặp phải không ít ý kiến phản biện, thậm chí là công kích và coi ông là người ủng hộ đường lối kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, nỗ lực của ông cuối cùng đã thu về quả ngọt, đó là dần dần trong các cấp, các ngành đã hình thành được nhận thức chung về lợi ích và sự cần thiết xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là một kết quả vô cùng quan trọng
được Đại hội lần thứ 6 của Đảng năm 1986 chấp nhận và đưa vào thực hiện trong công cuộc đổi mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một sản phẩm của Tự Cổ Chí Kim. Hãy ủng hộ ekip sản xuất của chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!